Dạ bà con trật tự, còn 5 phút nữa thì tôi sẽ thông báo hôm nay tại sao mời bà con cô bác lại đây. Ha, bà con trật tự giùm. Trời ơi cô bá dẹp đồ ăn vô đi, đi tập trung đi con nói. Ê, cái gì trong đó vậy? Không biết nữa, cái gì thấy đông quá trời kìa. Dạ, vô coi thử coi sao. Đi, đi. Ê, gì vậy? Ngoại, gì vậy? Ngoại. Anh làm gì vậy anh? Xin trân trọng thông báo với bà con cô bác ở đây. Hôm nay tôi mời bà con cô bác tới đây là muốn thông báo một điều, đó là chúng tôi sẽ tổ chức cuộc thi hoa hậu tại cái xóm xẻo lá này. Ôi, thi hoa hậu hả? Trời ơi, cái chị xanh lè xanh lét này trật tự đó chị. Tôi nghe cái gì? Tại đây tôi nghe cho nó rõ. À, cái cuộc thi hoa hậu của mình á là cái cơ cấu giải thưởng trước để thông báo bà con. Đó là giải thưởng 200 triệu đồng tiền mặt. Trời ơi. 200 triệu lận cho bà con nha. Trời ơi đã quá. Trời ơi, chị bình tĩnh. Anh em đẹp trai quá nè, em thi được không? À không em. Tại vì á cái thể loại cuộc thi của mình á là thứ nhất đó là phải là phụ nữ. Cái điều thứ hai đó là phải tự tin. Tự tin. Rồi tự tin luôn. Rồi ok. Và điều thứ ba đó là phải từ 18 đến 25 tuổi. Bà 52 rồi. Về bắt cà phê đi bà. Để tham gia đăng ký là vô cùng đơn giản. Bà con cô bác chỉ cần mua một bộ hồ sơ với giá vô cùng rẻ khuyến mãi. 200 ngàn một bộ, 200 ngàn một bộ, quá rẻ luôn. Có 200 ngàn thôi mà thi xong á mà đậu được 200 triệu lần đó. Nhớ không? Sao? Ba bộ, trời ơi em, ba bộ. Nhanh tay còn á, chị ba, rồi qua qua chị ba. Ai mua nhanh tay thì còn chậm tay thì hết nha bà con ơi. Mày vô nè. Ủa cô ba, ơi bên đó 5 bộ em, qua bán liền 5 bộ. Hả? 2 bộ hả? Trời ơi con đông quá nha, bên đây 2 bộ nữa nè em ơi. Ê, ba bộ hả chị bảy? Ơi, qua liền. Mấy bà đừng có mua hết nha, mấy bà mua hết rồi lấy gì người ta mua. Trời ơi. Anh. Mua bao nhiêu? Dạ em mua một bộ. Em còn có 20 cho em thiếu 180 được không? Thôi đi cha ơi cha, ai đâu mà thiếu, ở đây người ta mua đưa tiền xong quẳng hết. Vậy thôi, anh đừng có bán hết cho mấy bà, anh chừa em một bộ đi mà. Chiều em chạy xe ôm, em gom tiền trả cho. Rồi, chừa cho ông luôn, đây, chừa luôn nè. Rồi. Ủa, bao nhiêu bộ chị? Rồi, hai bộ hả? Rồi, từ, qua đây hai bộ em ơi. Rồi, bên kia ba bộ kìa. Ủa, hay nhái. Con uống nước đi con. Trời ơi vui dễ sợ luôn đó. Đúng rồi, lâu rồi con mới thấy xóm mình nó rộn rã vậy. Trời ơi mà công nhận á nha, nhờ cái cuộc thi hoa hậu này á, cô mới thấy cái xóm mình nó nhiều thiệt mệt ghê luôn á. Không phải xóm mình không đâu cô, xóm trên nè, xóm dưới nè. Tụi nó đăng ký tham gia quá trời. Trời ơi, phải chi ước chi cô còn trẻ, cô cũng sẽ đăng ký thi hoa hậu. Cô mà đăng ký tham gia con nhất định sẽ ủng hộ cô hai tay hai chân. Cảm ơn cô, uống đi, uống đi. Dạ. Cô khách. Ly phi đá chị ơi. Ngồi chờ chút xíu thôi cưng. Dạ. Cà phê nè cậu. Rồi, cảm ơn chị. Cậu, hình như cậu là người ở bên công ty thi hoa hậu đúng không? Đúng rồi chị. Hèn chi, nhìn thấy quen. Cái vụ thi hoa hậu tới đâu rồi? À, vụ thi hoa hậu á, bên em đang nhận hồ sơ. Công nhận luôn á, không phải nói chứ, nhờ công ty của cậu á, mà cái xẻo lá này á, từ đó giờ nó nhộn nhịp, nó đông vui mà coi như là đi đâu cũng nghe người ta bàn tán hết trơn hết trội á. Cái điều đó dĩ nhiên rồi. Chị á, đừng có nghĩ đây là cuộc thi nhỏ. Sau cuộc thi này á, là nhiều người sẽ biết đến hoa hậu. Nổi tiếng hả? Ý anh là được tấn công showbiz hả? Đúng rồi. Nhưng mà còn cái điều này nữa, sau cuộc thi này á, có thể á, là mình cảm nhận được đại giá. Lúc đó á, cuộc sống mình lên hương luôn. Trời ơi, nghe mà ham quá à. Giá như hồi xưa á, tía tôi mà xin tôi cao chút, đẹp chút là tôi đăng ký tham gia liền luôn. Mày đừng có ham hố, mày có con rồi sao thi được? Hoài thằng anh tao rồi. À, đúng rồi em, thể lại cuộc thi bên anh á là có gia đình có con rồi á là không có được tham gia. Thấy chưa, tao á nắm là hả chính xác luôn. Mà cậu, sao tôi thấy công nhận ở thời buổi này á, đẻ con gái lời ghê luôn á nha. Đúng rồi chị,
Em nói với chị á, hồi xưa ông bà mình nói á là sinh con gái là lỗ, mà đẹp chút nữa thì nói á là hồng nhan bạc phận. Ờ. Đúng không? Nhưng mà bây giờ á, hồng nhan á là bạc tỷ. Ồ, bởi vậy. À, chị sẵn có chị á với em ở đây á, ở xóm mình nè. Ai chưa biết thông tin về cuộc thi á, chị với em quảng bá giùm cho bên em nha. Cuộc thi mình á nhiều người biết đến, cho nó hoành tráng lại lên. Yên tâm, yên tâm, nhờ đúng người rồi. Diễm Hồng này á là coi như là chỗ nào Diễm Hồng cũng rêu rao hết trơn hết trời. Gặp người nào chị cũng kêu là chị nói hết trơn á. Chị phát hồ sơ chị bán hết trơn rồi. Vậy đó hả? Ừ. Cảm ơn chị. Ừ. Trời Phật thánh thần thiên địa ơi là trời. Em xin lỗi anh, tại vì em gấp quá. Anh có chuyện lớn rồi. Chuyện gì mà chạy đâu chạy dữ vậy? Ở ngoài xã của mình á đang tổ chức một cuộc thi hoa hậu ở Sẻo Lá này. Em chạy ù về đây báo tin liền cho anh hay. Ủa ta thi hoa hậu cô chạy gì cô báo tôi hay chị? Trời ơi, ý của em á là em báo cho anh hay á để mà anh đăng ký cho sáu nhú đi thi, đúng không? Ôi cái tào lao hơi nào lo cho nó mệt. Trời ơi, cái chuyện như vậy mà anh tỉnh bơ à? Trời ơi, thi hoa hậu thì Việt Nam là thi hoài, đi tới đâu mà không gặp hoa hậu. Uổng công em á hả, chạy về đây báo tin cho anh mệt muốn chết luôn à. Ủa ai mượn, ai mượn coi gì, ai sai ai biểu coi vậy? Trời ơi, bà chạy đụng tôi cái cấm đầu luôn. Đúng là tài lanh tài lẹt. Chạy chi người ta lăn á. Tía, tía ơi, tía, tía, tía ơi, tía, tía, tía. Có chuyện lớn rồi tía ơi. Chuyện thi hoa hậu phải không? Ủa sao tía biết hay vậy? Trời ơi tía mày mà. Tao ở nhà chứ chuyện gì trên xã nữa tao biết hết trơn. Người ta thi hoa hậu mà bắt mớ gì mà chạy về mặt mày xanh như đít nhái. Thì nói cho tía biết coi tía có tính kêu chị Sáu Nhú về thi không? Thôi khỏi, khỏi thi, đừng có mơ. Mày lo công chuyện đi ra mà đồng đi, đi ra ruộng làm tao đi. Có ba ngốc bu vàng kìa, nó có ăn lúa không? Chứ hoa hậu quá hiếc gì nữa cò ơi. Vậy thôi đi. Lâu. Bà con chú ý, bà con chú ý. Ban tổ chức cuộc thi hoa hậu Sẻo Lá xin thông báo, chỉ còn vài ngày nữa là bắt đầu cuộc thi. Kính mời bà con có con em là nữ, trẻ đẹp, chưa có chồng và chưa có con đến nộp hồ sơ. Nộp càng sớm tỷ lệ đoạt giải càng cao. Hề nhé. Tía. Hoa hậu nhé. Trời đất ơi. Ai làm gì hết hồn vậy? Làm gì đứng cười mình vậy? Ờ thì tôi nghĩ tới mấy chuyện vui nên tôi cười. Trời ơi, chưa nắng đứng một mình cười người ta dễ đưa đi lắm á. Im đi đồ vô duyên. Ủa sao đang vui rồi cái mặt quạo đeo như cái bánh bao chiều vậy? Mặt tôi dày mà cái bánh bao chiều. Ý nói là sao đang vui mà cái buồn á. Ừ thì tôi nghĩ tới mấy cái chuyện buồn nên tôi không được vui. Vậy cái chuyện gì mà không được vui mà buồn? Thôi mệt quá nè. Mà anh Bảy Cò hả? Mấy bữa nay anh có nghe thông tin gì từ làng mình không? Có. Tới anh mà cũng nghe nữa hả? Ủa nghe cái buồn vậy đó hả? Ừ. Anh biết không, mấy đứa con gái xóm mình trạc tuổi tôi á, tụi nó đăng ký thi hoa hậu hết trơn rồi. Còn tôi thì... Mà anh biết không,
nếu như mà cuộc thi đó tổ chức trước mấy năm á, dám tôi cũng đăng ký đi thi liền. Thi cũng gớt à, gớt từ vòng gửi xe luôn á. Im đi. Ý tôi muốn nói là nhái cũng đẹp nhưng mà có điều thiếu chút xíu chiều cao. Cũng phải. Nhưng mà không sao, mình thi cái này không được thì mình thi cái sau. Sau này người ta thi mẫu hậu thì nhái thi. Đồ vô gì? À dạ. Nhái giận tôi hả? Buông ra. Chừng nào hết giận đi tôi buông. Giờ có buông không? Không. Anh buông ra cho tôi đi mua sữa cho con. Đồ vô duyên. Nhánh mù u con bướm vàng không đậu, anh bao chiều chờ than thở qua sông. Quên à. Hân. Tèo. Ủa, bộ dưới đó có vàng hay gì mà em dòm dưới đất không vậy? Không phải. Chứ sao? Em mới đi mua hồ sơ hoa hậu về. Nhưng mà họ nói hết rồi. Hồ sơ hoa hậu á hả? Hết nhanh vậy ta? Vậy là ước mơ trở thành hoa hậu của em tan thành tình mây khói luôn rồi. Đừng khóc. Để anh Tèo tính cho. Anh có cách hả? Để anh nghĩ cái. Để anh đi lục vòng vòng trong xóm, chắc còn người còn á. Ừ, vậy anh đi đi. Sao anh chưa đi? 50. Năm chục gì? Tiền đủ xăng cho vòng vòng. Anh là anh em với nhau mà tính toán quá. Nè, bo luôn đó. Bo luôn hả? Ừ. Đợi anh kiếm hồ sơ cho nghe. Ủa, bộ hồ sơ có 200 mà sao em đưa anh tới 500? Bộ mua 2 bộ hả? Em đưa 2 bộ làm chi? Em mua 1 bộ còn dư bộ anh đó. Bo luôn? Ừ. Đã nghe. Rách. Đợi anh Tèo nghe. Ừ. Cái gì nữa đây? Giờ em quên cái 500 ngàn đó đi. Ừ. Giờ mà nếu như em đậu hoa hậu á, thêm 20% nữa nghe. 20%. Ok không? Rồi, ok. Vô bánh. Đợi anh Tèo nghe. Ừ. Chắc chắn còn luôn. Từ từ thôi, té bây giờ. Đợi anh kiếm kìa, chắc chắn còn mà. Còn. Đợi nghe. Từ từ thôi. Ủa, ông làm gì mà ông ngồi một đống vậy? Trời, với cái bà vô duyên vừa hết. Con người tôi là con người mà. Bà làm mà với tôi như là đông đất, đông cát vậy. Ông mới vô duyên. Chị tới chút coi. Tới, bước tới chút coi. Ông làm gì vậy? Để coi. À, hết bà đây, bà nha. Một. Ông làm gì vậy? Đo chân. Hai nè. Trời đất ơi. Ba nè. Ủa, sao tự nhiên đo chân tôi? À, tính mai đồ mới cho tôi hả? Còn lâu à. Ở đâu mai đồ mới? Ủa, nhưng sao tự nhiên không mai đồ mới mà đo chân cho tôi làm gì? Sau khi đo chân rồi, bà chỉ cao hơn cái ghế của tôi chút xíu thôi. Tôi cảm thấy tôi buồn. Tôi hận. Hận bà. Rồi tôi giận tía má tôi. Tại sao? Tía má, tại sao ép đời trai của tôi lấy bà? Trời. Khoan, cho tôi nói. Ủa, mắc gì tự nhiên ông đo chân cho tôi rồi cái ông đó ông hận tôi rồi ông giận tía má là sao? Thì đó, tại vì tía má tôi ép tôi lấy bà chứ phải chi. Má nữa. Ông nói ý là sao? Là ý như là ông gì nghe lời ba má ông biết lấy tôi hả? Trời ơi, bộ tôi xấu lắm hả?
tôi không sắc nước hương trời nha vậy? Trời đất ơi, mà tôi ở hiền nè, mà tôi là một người phụ nữ tốt nè, mà lý do sao mà ông nó hận khi em lấy tôi? Dạ. Trời ơi, là sao? Là bà lùng đó. Tôi khiêm tốn nãy tôi không nói tiếng lùng rồi ha. Tôi nể, bây giờ bà quá lùng. Phải chi ngày xưa tôi lấy một người phụ nữ cao gấp đôi bà, thì con hay nhái nhà mình bây giờ nó là một phụ nữ chân dài, đủ tiêu chuẩn để tham gia Hoa hậu Xẻo La rồi. Nè nè nè, tôi nói cho ông nghe nha, cái vấn đề mà con hai nhái nó lùng á là do cái gen của ông mà, chứ không phải tôi à nghe. Ông nhìn lại ông đi, ông cao bao nhiêu? Tôi 1m1, ông cũng có 1m2 à, mà đặt cho tôi lùng hả? Nhưng mà tôi nói à, nếu như mà ngày xưa mà tôi lấy được cái người nào mà nó cao đó thì nó là con tôi nó cao rồi. Mà nhìn sao vậy? Mà thôi đi, tôi nói ông nghe nè. Cái gì? Hôm nay chính tôi nè. Bà sao? Chính tôi mới là người hận nè. Hận cái gì? Tôi hận bản thân tôi nè. Tại sao đó tôi ưng ông kia vậy? Phải chứ tôi đừng ưng ông mà bây giờ tôi đẻ con tôi chân dài tới nách rồi. Rồi lỗ rồi, bà lội cái mặt bà ra rồi. Bà có nhân tình. Thằng nhân tình của bà nó cao hơn tôi, nó đẹp trai hơn tôi. Trời ơi trời. Trời ơi, nhái ơi là nhái mẹ mày. Quá tay rồi. Trời đất ơi. Bà Hồng. Người đẹp. Làm gì cháu nè? Đợi tao một chút, tao tính tiền chút. Nghe nó nghe xíu nè. Lấy ly cà phê luôn nha. Rồi, đợi đi. Lẹ đi. Nè, làm gì vậy? Nè đập gái nghe. Có tiền cho mượn 200. Mày á, sáng sớm là ám tao rồi. Hết thiếu tiền cà phê giờ mượn tiền nữa. Cho mượn đi, chiều chạy xe ôm gom trả cho. Kỳ quá à. Mượn chi? Thi Hoa hậu. Hả? Mày thi Hoa hậu hả? Trời ơi, cháu tôi nó thi. Ủa, vậy hả? Cháu mày hả? Đẹp không? Nhớ nha, đẹp là mới được cái nha, chung thôi mày mua là uổng tiền lắm đó. Trời ơi, vẫn chơi hoài. Cháu tèo mà, y chang tôi, đẹp ba cháy bột chát luôn. Giống mày hả? Ừ. Thôi vậy mừng ruộng đi con. Không, ý là giống cái nét thôi, nhưng mà đẹp hơn chút đỉnh. Vậy thì được. Nhưng mà hết rồi. Hết gì? Hết hồ sơ rồi. Ủa sao nhanh vậy? Chứ gì nữa, cái Xẻo Lá này thiếu gì người đẹp. Loáng cái là hết hồ sơ. Chết cha rồi. Chú chậm hơn người ta một bước. Mà lỡ hứa với nhỏ cháu rồi. Thôi được rồi. Mày còn hên á. Sao hên? Đợi tao một chút. Còn bộ cuối cùng. Còn bộ à? Hay ta. Còn bộ hồ sơ luôn. Nè, mày hên thiệt á nha. Đâu có à. Bộ cuối cùng á, hên cho mày lắm luôn á. Mày nhớ bà Lũng không? Vợ ông Củng phải không? Đúng rồi. Hai vợ chồng Lũng Củng đó đó. Trời ơi, mượn tao 200.000 mua bộ hồ sơ. Nhưng mà cuối cùng nó không đủ điều kiện. Sao không đủ điều kiện? Nó có con rồi. Ủa, nó chưa có chồng mà có con gì? Nó là single mum. Single mum? Ừ, là mẹ đơn thân á, không có được. Nó điều tra ra, nó không cho. Cho nên á, bà không có tiền, cái bà đem bộ hồ sơ qua, bà cấn nợ cho tao. Cái bà lấy luôn. Chứ sao giờ? Để bà lấy để làm gì vậy? Tao giữ để mai mốt á, có thi Hoa hậu quý bà, tao đi thi. Không không, tỉnh. Đừng có mơ, tỉnh đi. Sao vậy? Sao? Vô duyên à. Tao thi làm sao? Nói chứ, mượn nha. Chịu trả 201. Cái gì? 201. Ủa, tôi nhớ bà tên Diễm Hồng chứ đâu phải Diễm Lữ Lam. Trời đất ơi. Cái gì mà Lữ Lam? Phải cho tao lời chút đỉnh chứ mày. Trời ơi, cắt cổ chứ chút đỉnh gì bà. Lời có chút đỉnh mà làm gì cắt cổ. Chút đỉnh? Ờ. Nhiều lắm mà chút đỉnh. Thì có mua không? Mua chứ. Thôi, chịu trả nha. Ừ, đi đi. Diễm Lữ Lam. Trời ơi, nó chưa trả tiền cà phê. Cái thằng quỷ, hết nói nổi với nó à.
Cô Hồng, chạy đâu giữa thần vậy? Chuyện gì nói sao đi nha, tao đang gấp lắm. Thôi nha, thôi nha. Cô, tôi nghe nè bà ơi. Cái gì? Kêu mấy đứa nó về hả? Kêu nó về làm chi? Thi Hoa hậu hả? Thôi, tôi lại bà. Trời ơi, bà làm ơn làm phước, bà để cho tôi yên, tôi bình giùm cái đi. Bà đừng làm tôi nhức đầu lắm. Mệt lắm, quá hậu quá hiếc gì. Trời Phật ơi, xót nó thôi. Ừ, vậy nghe. Đó, mệt rồi quá. Sao. Tiếp. Má điện thoại hả Tiếp? Trên đời này chỉ có má mày mới dám điện tao, chứ mấy bà kia sao dám. Ủa, má nói gì vậy Tiếp? Má mày biểu kêu ông Tám với chị Sáu mày về đang đi thi quá hậu quá hiếc gì đó. Trời ơi, trời ơi quá. Công nhận má tự tin con má ớn luôn. Bởi vậy sanh ba đứa con, mỗi đứa một mặt, không giống ai hết á. Bả tưởng đâu con bả đẹp lắm đi thi hoa hậu. Tiếp Tiếp nói như vậy Tiếp biết làm tổn thương con không? Tổn thương kệ mày chứ. Mà tổn thương cái gì? Nhà có kiến đó, tự mày dòm mày kiến, mày thấy mày biết mày ra sao rồi. Vậy chị Sáu có gì không Tiếp? Thì bà nói vậy thì chắc nay mai nó về tới giờ. Thôi kệ đi Tiếp ơi, dù gì hai người đó lâu rồi không về, bây giờ về cho vui. Vui gì? Tao sắp nhức đầu đây nữa, vui gì? Ủa sao vậy Tiếp? Ba đứa tụi bay mà tụ lại một cái là như cái chợ chồm hổm. Tại cái đó là hồi nhỏ thôi, chứ lớn khác rồi. Thì để coi, tao thấy cũng y vậy à, chỉ có già đựng chút nữa thôi. Không. Cái vụ đó làm sao rồi, thiệt không? Sao không thiệt, chẳng lẽ tao nói giỡn mày? Chết rồi, tôi mua bộ hồ sơ 201 của bà nè. Giờ sao giờ? Mày á có 201 à? Tao á cả đóng hồ sơ để nhà kìa, tao còn chưa nói nữa à. Cái gì? Đóng hồ sơ? Ừ. Vậy là bà bán hồ sơ chợ đen. Vậy mà bữa hôm bà nói với tôi là có bộ cuối cùng. Bà ra đây, bà khỏi có chốn, đi ra đây. Giờ sao giờ? Trời ơi, thì mày phải để cho tao làm ăn chút, tao phải kiếm lời chút đỉnh chứ mày. Lời con khỉ. Khỉ. Giờ sao giờ? Sao gì? Thằng Chính thật sự tới kìa. Mở nó ra mọi chuyện. Sao vậy? Mọi người bị lừa hết rồi đó. Sao vậy? Nè, im lặng, nghe tôi nói. Cái công ty tổ chức cuộc thi hoa hậu không được cấp giấy phép. Nên họ rút lui hết rồi. Chết cha rồi. Rồi giờ hồ sơ này sao? Thì để đó, mai mốt nó có tổ chức nữa khỏi mua. Trời ơi, hồ sơ. Bà Hồng ơi, không mấy giờ tôi trả hồ sơ cho bà rồi các bạn. Bà Hồng! Bà Hồng trả tiền lại cho tôi! Dạ, chào chú Thiếu. Dạ, tôi chú Thiếu bảy con mới về. Ủa, tám tờ mới về mày? Dạ. Dạ, khỏe con. Con đi đâu ạ? À? Dạ, con trên thành phố mới về á. Thôi chú Thiếu, các bạn cũng chạy chú Thiếu về đi nha. Mày lo tranh thủ về, ông Hán mừng mày. Dạ, thôi chú Thiếu con đi. Dạ, con đi nha. Ủa, bà quen cô gái đó hả? Tôi đâu có biết. Ủa, không biết sao ta chào hỏi bà như người quen vậy bà? Tôi cũng chưng hửng như ông vậy, nhưng mà tôi nghe tiếng thì quen quen đó. Tôi nghe tiếng quen quen đó bà. Dám vợ của con Tấm Tàn lắm ông. Ừ, không chừng vậy đó bà. Thôi, mình đi bà ơi. Đi. Từ là từ phụ tướng, bảo kim sắc phong lên đàn, vào ra luôn trong tình chàng, nằm canh mơ màng.
Em luôn trong tình trạng ôi gan vàng hoàng đau ý à. Làm ơn đứng đâu đứng có chỗ giùm tao, chỗ tao đang ca mày lạng tới lạng lui, nhìn mày tới chóng mặt muốn chết, làm gì như gà mắc đẻ vậy cò. Má mày đâu? Không thấy nhà cửa, không thấy bả mặt mày đang vậy? Má mới qua nhà thím ba tám chuyện gì á. Bà đó nghe, tao thấy cỡ này nhiều chuyện lắm mà, nói nhiều lắm. Đâu, nhà cửa công chuyện lăng đăng lê đê, thì qua nhà người ta làm gì bến? Tao lao không à. Vậy tao đập mất dịch có bữa, mẹ con mày. Ê! 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 Đứng lại! Quay! Ruột ơi! Ruột! 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 Trời ơi! Muốn chết luôn. Cái thằng quỷ, mày làm tao hết hồn à. Thấy ruột mừng muốn chết luôn. Bộ điếc cái gì mà kêu không chịu đứng lại vậy trời. Mày đi đâu vậy? Trời ơi, hồi sáng tức quá, đi qua quán của bà Hồng á, uống nước, tính kiếm mấy mối nói chuyện. Mà ai ngờ uống ly đá chanh, bà bán tới 30 ngàn, bán giá trên trời vậy. Tức quá bây giờ về với mối ruột. Tự tế quá. Ủa cô đi đâu vậy? Mẹ không thấy tao xách cái giỏ đi chợ hả? Hey, giờ không ấy, ruột về với tôi quán đi, rồi làm ly đá chanh, xong rồi cái sẵn con coi quán cho ruột luôn. Ừ, vậy cũng được ha. Mà tao nói mày nghe nè, mày trả tiền cho tao trước nha. Ôi trời đất ơi, bộ cái uy tín của cái thằng ba lít này nó xuống cấp dữ vậy ta. Trời đất ơi, không phải vậy. Mày thấy mấy đứa tụi nó không? Nó uống xong nó bắt tao ghi sổ không à. Có đứa nào thèm trả tiền cho tao đâu. Rồi, ok ruột luôn. Biết đâu qua đó kiếm được mối nào nói chuyện. Mà nhiêu vậy? Uống đã chanh phải không? À, hai ngón tay hả? 20 ngàn. Cái gì? Trời ơi, ngày thường bán có 10 ngàn thôi. Bên kia là cái vụ mà người ta bể cái xô, mà nó ôm xô cái thi hoa hậu, người ta mới bán giá trên trời. Còn ruột có bị cái gì đâu mà ruột chặt thấy ghê vậy? Nè, hồi nãy mày nói bà Hồng bán 30 ngàn đúng không? Hả? Thì người ta lên giá thì cũng phải cho tao lên giá chứ. Kỳ. Đúng không? Ngày. Mày làm gì vậy? Coi thứ bữa nay ngày mấy. Chi? Đâu phải ngày Tết đâu mà bán giá còn hơn ngày Tết vậy? Cái thằng quỷ sứ. Thôi, nghe ruột nói gì cũng được. Thôi mình đi. Đi đường này nè, để mới về quán tao đây nè. Đường này chợ mà. Đi ra chợ làm gì? Đi ra chợ mua chanh về pha uống. Chứ uống ly chanh của ruột hả, đứt lưỡi chết luôn, mắc như quỷ. Trời đất ơi, cái thằng quỷ này. Lên giá nó có 10 ngàn hà. Nó đi ra chợ nó mua chanh về nó uống. Bởi vậy cái thứ mày không có vợ là đúng rồi đó. Mệt. Tía. Ừ. Rồi chừng nào bà Sáu với thằng Tám nó mới về? Mà nó có nói chính xác bữa nay nó về không? Dạ có, hồi nãy thằng Tám nó ra bến xe nó còn điện thoại thông báo con nữa mà. Vậy thì chút về tới giờ nè, ở nhà tiếp tục chờ đi. Trời, đợi hoài không thấy, không biết đi xe cổ của Sao hôn nữa. Trời đất ơi, thì xe cổ thì bây giờ nó cũng kẹt xe đồ này kia nọ, chứ đâu phải mày đi xe nhà đâu mà mày muốn tới giờ nào mày tới mày. Tía, tía tụi con về, tía ơi. Ê, về kìa tía. Ra xách đồ tiếp chị Sáu mày vô. Dạ dạ dạ. Dạ thưa tía, con mới về. Ừ, mới về con. Dạ. Chị Sáu đâu? Tía. Ai vậy? Dạ con tía. Cô là ai? Dạ con là Sáu Nhú. Chị Sáu thiệt hả? Tao nè. Cái chuyện này con quên nói cho tía với anh Bảy Cò biết, là chị Sáu ở trên Sài Gòn á, chị đi phẫu thuật thẩm mỹ á, cho nên là cũng may là con ở chung nhà với chị nên con không có bị sốc. Tao không tin. Cô nói cô là Sáu Nhú phải không? Dạ. Có cái gì chứng minh để cho tôi tin không? Tía không tin thì giờ. Đúng rồi, con kể chuyện này cho tía nghe, chuyện này là trong nhà mình biết thôi. Cô chứng minh cho tôi tin đây. Dạ. Tại nó ba gai với con chứ bộ. Con đang coi giải nó ăn mà. Tía ơi, nhưng mà phim hoạt hình hay hơn tía. Nhưng tao làm bánh cho cả nhà ăn chứ bộ. Ba cái bánh kem
ngang thấy bà nội luôn. Mày hổn hả? Tổ cha tụi bay cũng tại hai đứa bay hết, làm hư cái truyền hình của tao. Cái truyền hình là máy móc chứ đâu phải là cục sắt, đâu phải là khúc cây. Mà tụi bay nhân tới nhân lui, tao phải cho tụi bay một trận để chừa cái tổng. Trời ơi, thôi mà ông ơi. Làm quá. Đó, chuyện đó là chuyện nội bộ trong nhà, con biết luôn á, là tí hiểu rồi ha. Đúng chị Sáu rồi nè. Trời Phật Thánh Thần Thiên Địa ơi, Sáu. Dạ. Hình hài cha mẹ sanh ra con, bộ xấu lắm hay sao mà con còn đi sửa nữa hả? Đó bà thấy chưa, bây giờ đúng với cái câu mà má nhìn không ra rồi đó. Dạ không phải xấu, nhưng mà mình làm xong sửa xong mình thấy mình đẹp hơn không tía? Đẹp hơn không tía? Tía tía, nói chứ sửa thì cũng sửa rồi, nhưng mà công nhận đẹp. Tía thấy không có đẹp bằng con Sáu nhú hồi xưa. Người ta đẹp tự nhiên mới gọi là đẹp. Còn đẹp này á là đẹp dao kéo, đẹp nhìn không ra. Mà đẹp cái gì? Đẹp cái gì mà cha mẹ nhìn không ra? Mà tía ơi, tại tía suy nghĩ nó bị lạc hậu chứ bây giờ thời buổi bây giờ công nghệ rồi, người ta nói là gì nè, thà đẹp nhân tạo còn hơn xấu tự nhiên. Không phải, ý con không phải xấu, nhưng mà mình đẹp hơn mà tía. Vậy là cha mẹ con sanh con xấu chứ gì? Ai xúi dục con? Ai biểu con đi sửa gì hả? Bà thầy bói. Thầy bói nào? Không phải, tại con đi xem bói á, người ta nói năm nay con xui, cho nên là đi chỉnh nhẹ xíu trên mặt á thì nó sẽ đổi tướng, nó sẽ tốt hơn. Chỉnh xíu rồi nó ra xíu này luôn á tía. Chút xíu mà cha mẹ nhìn không ra mà chút xíu hả? Tía cứ la con hoài à. Chứ tía coi tấm đàn nè, giờ có nhận ra nó đâu mà tía có la nó đâu. Tấm đàn nó khùng. Bà ngộ quá, tôi lớn rồi tôi phải khác chứ làm sao. Con làm gì nè, rồi xóm làng người ta hỏi nè, rồi tía biết ăn nói làm sao với người ta đây hả? Thì tía khỏi nói, kệ người ta đi. Tía không có chấp nhận cái chuyện này. Muốn làm cái gì á thì phải hỏi tía một tiếng. Nhà cũng phải có cha có mẹ chứ, chứ đâu phải muốn tự muốn làm gì thì làm. Vậy đi ra khỏi nhà này đi, đừng ở đây nữa. Tía ơi, con biết lỗi rồi, tía đừng có đuổi con hả tía. Vì chị Sáu cũng lỡ rồi. Lỡ cái gì? Tao nói vậy đó, còn hai thằng bay hả? Muốn không? Bỏ mùng vô thúng, bưng đi luôn. Chết thiệt rồi con. Thôi nha, con còn sống mà cái gì mà chết hoài vậy trời. Chết thiệt rồi đó con ơi. Cái gì vậy? Mụ nhìn con vậy lắm sao mà cứ nói gì hoài vậy ta? Không phải, cô nói chết á là chết mấy đứa thanh niên ở đây nè. Nó nhìn con á, nó chảy máu cam hết trơn á. Trời, tưởng gì. Nhưng mà đẹp á thì có đẹp thiệt, nhưng mà cô thấy con dại dột quá. Nữa rồi nè. Ủa gì kỳ vậy trời, con nghĩ giờ thẩm mỹ thì nó có cái gì xấu xa đâu mà cứ nói hoài vậy ta? Thì thẩm mỹ thì không phải là xấu, nhưng mà thẩm mỹ là để dành cho mấy người xấu kìa. Còn con hồi đó nhìn con đẹp quá trời rồi. Ủa gì kỳ vậy? Sao hồi nãy mới ghen xong tức thì mà. Nhưng mà vậy nè, ông bà mình có nói cái câu á là cá không ăn muối thì cá nó ương. Con cãi cha mẹ là trăm đường con hư. Ba con á, ông giận con là đúng rồi đó. Trời ơi, nhắc tới chuyện của ba con á là con chán, dễ sợ chán luôn á. Không mấy giờ á, cho con ở đây đi. Ở đây tá túc vài ngày thôi, khi nào mà ba con hết giận con về được không? Con ở thì cũng được đó, nhưng mà cô sợ ba con ổng biết rồi ổng giận cô luôn á. Thì tới lúc đó rồi tính. Yên tâm đi, tới lúc mà ba con biết con sẽ nghĩ ra cách năn nỉ ba con ha. Thôi thì cũng được, ở thì ở. Yeah, yeah. Nhưng mà vậy nè. Ừ? Con làm đẹp ở đâu vậy? Chỉ cho cô biết đi. Ủa gì vậy ta?
nghi lắm nè, hỏi chỗ xong rồi rủ ba con tới chỗ đó định phá thẩm mỹ người ta phải không? Trời đất ơi, không có phải vậy đâu mà. Nói cho cô biết, cô để dành tiền, mai mốt cô làm. Rồi. Ha. Rồi. Tía ơi tía, cái chuyện này á đâu phải lỗi do con đâu, mà sớm mời tới giờ tía rầy con hoài tía. Tại sao cái chuyện quan trọng vậy mà mày giấu tao? Dạ thì tại hôm bữa chị Sáu chỉ năn nỉ con quá cho nên con mới. Chính hai đứa bay to rắp nhau qua mặt thằng cha mày phải không? Dạ dạ tụi con đâu dám tía. Tính giấu tao tới chừng nào nữa? Dạ chị Sáu chỉ nói á, được chừng nào hay chừng đó tía. Con chữ cái cho lên Sài Gòn ăn học với người ta, không ngờ lên trên đó làm ba cái chuyện động trời như vậy. Nhưng mà tía ơi, con thấy cái chuyện mà phẫu thuật thẩm mỹ làm đẹp bây giờ á, người ta thấy bình thường chứ đâu có còn quan trọng như lúc trước nữa đâu tía. Ở đâu không quan trọng, nhưng cái nhà này quan trọng. Thằng cha mày quan trọng nè. Rồi sao nhú đi đâu rồi? Dạ chỉ đi qua quán cà phê của cô Sưng rồi tía. Đi đâu đi, ta không quan tâm tới. Còn chữ cái không quan tâm mà đi hỏi mình. Thôi, này quán bà Sưng có con ghế ngon với ta. Tên mình luôn hả trời? Trời biết sao không biết. Để uống gì? Vô ngồi đi. Lấy ly phê đi. Ít đường phải không? Biết luôn hả? Trời biết chứ, nào tới đây cũng có nhiêu đó à. Ôi, có tìm hiểu anh luôn đúng không? Ủa mà mình có quen nhau hả? Từ kiếp trước. Ôi. Mà em là... Em xấu nè. Xấu nào ta? Xấu nhú. Hả? Nhú. Cái gì trời? Lộn. Sao nhú? Sao nhìn la quắc vậy ta? Mày đẹp gái ra nghe. Thôi, ai có nói vậy chứ. Rồi sao? Cà phê ít đường đúng không? Rồi đi, đi lấy cho. Ít đường nghe. Nhớ rồi. Ôi, đẹp gái ta. Đẹp gái dễ sợ. Ủa, mà sao tự nhiên sao nhú đi làm nhân viên cho bà Sưng? Ê gì vậy? Gì thế dài vậy? Thì tại đẹp quá nên mới ra nông nổi vậy nè. Sao vậy? Thẩm mỹ đến nổi á, anh hai ảnh nhìn không ra. Ảnh tống cổ ra khỏi nhà, hết về nhà luôn. Ê, chết cha, cái vụ này căng à nghe. Anh hai ảnh biết con Sáu ở đây, ảnh đâu có thèm lại đây uống cà phê đâu, làm nó mất mối luôn. Ôi, ông hai ông nghiền cà phê gần chết. Ông nhịn một hai bữa ông chịu hết nổi ông ra bây giờ nè. Thì cũng hy vọng là vậy đó. Mà tự nhiên tôi nhìn Sáu nhú đẹp vậy cái tôi cũng muốn đi thẩm mỹ ghê á bà. Ê hả, mày mà tới thẩm mỹ viện nó mừng lắm đó. Sao vậy? Nó trúng mánh. Sao trúng mánh? Thì cái bản mặt của mày á chỉ có nước mà đập nát ra hết á, rồi sửa lại hết mặt mai ra mới được. Quê nghe bà. Trời, đây cà phê đây, ít đường nhiều đá đây. Mừng rồi, uống đi. Mà nhú, em có tính dự định gì chưa? Không biết nữa, thì định lúc nào mà nghĩ ra cách gì đó để năn nỉ tía em thôi chứ làm gì giờ. Trời ơi, tưởng gì. Cách, em không hỏi anh Tèo nè. Anh Tèo một bụng cách luôn á. Thôi, phải không vậy trời. Nè, có sáng kiến thì mới nói nha, chứ tối kiến đừng có nói, tội nghiệp con gái người ta. Trời, bà đừng khi dễ tôi nghe bà. Tôi vẫn những đẹp trai mà còn thông minh nữa. Ê, hai cái đó là hoàn toàn không có luôn á. Ủa vậy hả? Nhưng mà có cách thiệt. Cách gì? Đâu nói nghe thử coi. Nè chỗ đây, bà nhớ phụ nhú xuống nhú nha. Ok không? Ok không? Được. Thông minh đấy à?
Anh, tội nghiệp cho con nhỏ lắm đó anh. Ngày nào nó cũng khóc, con mắt nó sưng to lên như là trái chanh luôn vậy đó. Trời đất, cô nói thiệt hả cô Sưng? Thiệt mà. Em bắt nó hả, chườm nóng rồi chườm lạnh, bữa nay nó mới đỡ được chút đó. Thôi cô cho nó ở đỡ bệnh vài bữa nữa đi. Thôi thì ở thì được rồi đó. Nhưng mà em thấy tội nghiệp nó lắm. Ngày nào hả nó cũng nhắc đến anh hết trơn á. Nó nói là bây giờ nó dại dột rồi, nó hối hận. Thôi anh tha thứ cho nó nha anh. Con cái thiệt nông nổi hết sức. Tôi thấy hay là anh bỏ qua cho con Sáu nha. Chứ thực ra thì nó cũng đâu có muốn vậy đâu anh. Nó không muốn thì ai ép nó nữa. Tôi nói thiệt với cô nha, tôi còn giận dữ lắm. Tôi không muốn nhìn mặt nó nữa. Bữa nay á, em qua đây á, ý của em á là muốn nói cái tình hình của con Sáu cho anh nghe. Chứ còn ngày mơi, ngày mốt là em không có biết đâu à nha. Cô nói vậy là sao? Thì nó nói với em á, nếu mà anh không chịu tha thứ cho nó bỏ làng này nó đi luôn, nó không về nữa đó. Trời đất ơi, nó nói thiệt gì hả cô Sư? Nó dám hăm dọa tôi hả? Thì em cũng đâu có biết đâu. Em nghe nó nói làm sao thì em nói lại vậy thôi. Cô nói với nó có đi á thì đi luôn đi nghe, đừng có giác mặt gì đây nữa. Hù ai hả? Đừng có hù tao cho mất công. Hai lúa này không có dễ hù đâu. Tao sanh tao bay ra mà, tao hiểu ý từng đứa. Con cái thiệt tình chứ. Hồi nhỏ nuôi không thấy mệt, mà càng lớn nuôi càng thấy mệt. Nói 10 cái 10 cái không. Chú Hai. Đâu mày? Và hỏi chú coi có đi đâu không, chở cho đi nè. Tao không có đi đâu hết á. Đi đi, ủng hộ con cuốc xe. Mày khùng rồi hả? Tự nhiên ủng hộ mày cuốc xe rồi tao leo lên rồi mày chở tao đi đâu? Tại sáng giờ ế quá hả? Mới chở được con cuốc của Sáu Nhú à. Gì? Sáu Nhú. Mày chở Sáu Nhú đi đâu? Đi thành phố. Hồi nào? Mới tức thì nè, con mới chở Sáu Nhú ra bến xe. Mà sao kỳ lắm nghe chú Hai. Sao kỳ? Tự nhiên á, mặt Sáu Nhú buồn hiu à. Rồi cái Sáu Nhú nói là đi luôn không có gì à. Là sao chú? Ôn dịch, nãy giờ sao mày không nói? Tự nhiên cái con nhào vô con nói, người ta nói con nhiều chuyện làm sao. Mày đi ra bến xe, chở Sáu Nhú về đây cho tao. Chở Sáu Nhú về à? Ừ. Có thêm cuốc xe nữa, chú trả tiền nha. Trời ơi trời, cái thằng ôn dịch làm gì đứng sát bên tao vậy? Hết hồn hết vía à? Dạ thì con đang coi tía đang nhìn cái gì á. Tao nhìn trống không? Tù lao không?
nhìn gì kể tao chứ. Tự nhiên cái nói quạo với mình. Té. Nhà té không mới về. Có đi đâu á thì cũng phải trình báo với tía một tiếng chứ. Dạ, tại con sợ tía la nên con không dám. Tía đừng giận con nữa nghe tía. Cái nhà này nè, từ ra sắp tới tía chưa cho phép không ai được quyền ra khỏi nhà. Hả? Con cũng vậy luôn hả tía? Ừ, tao nói vậy đó, ai muốn nghe thì nghe. Nhưng mà con đâu có đi đâu đâu. Mày đừng có lộn xộn với tao. Dạ con biết rồi, mai mốt con không dám vậy nữa đâu tía. Con nghĩ đi con, mai mốt á muốn đi đâu á phải xin phép tía một tiếng, được chưa? Dạ. Xách đồ cho chị Sáu mày kìa. Dạ. Chim đa đa đậu nhánh đa đa, chồng gần không lấy đi lấy chồng xa, lỡ mai cha yêu mẹ già, chén cơm đôi đũa bột kỹ trà ái dân. Ngủ hả? Mới ngủ. Ê, nói nghe. Đây, cái gì vậy? Quà Sài Gòn. Chu cha, đây có quà cho tôi nữa hả? Ừ. Trời ơi, đẹp quá à. Tao mua cái quà này cũng lâu rồi đó. Nhưng mà về tới đây rồi cứ lu bu tùm lum việc hết. Bữa nay mới qua mày được á. Để tôi thử thử nha. Trời ơi, mùi gì thơm vậy trời. Đúng ngay cái mùi tao thích luôn á. Tôi lựa mà. Đã quá à. Sao vậy? Như bà vậy mà sướng. Còn tôi thì... Đó, lại nữa rồi. Thôi, đừng có làm vậy, có gì đâu mà buồn chứ. Tao nói thiệt với mày á, không hẳn là ở Sài Gòn sướng đâu. Đi lên Sài Gòn nó cũng phải đi làm á, tối ngày tối mặt hết trơn á. Nhiều khi thèm một giấc ngủ cũng không có nữa. Tôi nói thiệt, tôi mà không mắc thằng nhỏ thì tôi cũng lên Sài Gòn với bà cho rồi. Ở dưới đây chán muốn chết. Đó, lại than. Ê, bà có hối hận khi mà bà sanh nó không? Không, tôi không hối hận. Đó, vậy mới được chứ. Tôi nói thiệt với bà, ở dưới quê mình thì đúng là cái trường hợp như bà, nó có vẻ là hơi khó chấp nhận. Nhưng mà ở trên Sài Gòn á, mấy cái chuyện này nó bình thường lắm rồi á. Tôi thấy á, nhiều khi người ta còn công khai, miễn làm sao mình làm đúng lương tâm của mình, mình yêu thương con của mình là được rồi. Còn đỡ hơn những trường hợp mà người mẹ nhẫn tâm bỏ con của mình, những cái trường hợp đó mới đáng trách. Cho nên là bà đừng có buồn, đừng có lo gì hết á. Nhưng mà tôi phục bà lắm á. Tôi không hiểu tại sao bà có thể làm được điều đó. Sao vậy? Chỉ cần hai mẹ con lúc nào cũng bên nhau thì chuyện gì tôi làm cũng được hết trơn á. Công nhận luôn. Bây giờ người ta có con rồi, người ta nói chuyện khác hẳn người xưa, lớn hẳn luôn. Thì ai cũng phải lớn chứ, không lẽ nhỏ hoài hả? Ê, tôi con nít hoài nha. Trời đất ơi. Ngủ ngon quá. Cà phê nè. Cà phê đây ngon lắm á. Tú hoài à. Cô Hồng ơi, cô Hồng. Ủa, nhái, gì con? Cô làm cho con ly nước cam mang về nghe. Ngồi đợi cô chút nha, cô làm liền nghe.
Ê, nhìn dễ thương ha. Tưởng ai chứ nhau này tao biết. Thiệt hả? Thiệt. Ai vợ? Còn hàng nhái còn từ ít chứ ai. Ê, mày biết, mày giới thiệu cho tao đi. Suy nghĩ kỹ chưa? Suy nghĩ kỹ rồi. Đây là hàng khuyến mãi đó nha. Khuyến mãi? Là sao? Thì mua một tặng một. Mua một tặng một. Ôi, có chồng rồi hả? Không, có chồng thì nói làm gì. Làm mẹ đơn thân. Hả? Thôi, tao biết rồi. Trời ơi. Sao? Vậy còn hứng thú nữa không? Tao giới thiệu cho. Thôi, nghe thấy phát ngán rồi. Lỡ dẫn về bà già biết thêm có đứa nhỏ nữa, cào đầu tao chết. Khó quá, cho qua. Nè, hai đứa mới nói gì đó? Nãy giờ uống cà phê đây có ai nói gì đâu trời. Đừng tưởng tôi đi, tôi nghe hết trơn rồi đó. Đàn ông con trai mà đi lấy chuyện của người khác ra soi mói nhiều chuyện là sao? Lần sau mà nhiều chuyện nữa là đừng có trách tôi à nghe. Người ta mẹ đơn thân thì sao? Gái một con sao? Nè, gái một con nè, sao? Nhái, 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 nhái. Nhái, nhái, cam nè con, nhái. Trời đất ơi, tụi này làm sao vậy trời? Nhái. Nhái. Trời ơi, nhái, 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 nhái. Nhái. Ủa, anh Bảy Cò. Trời ơi, làm gì chạy nhanh dữ vậy? Em có chạy đâu, em đi bình thường mà. Trời ơi, bình thường mà tôi ruột muốn hụt hơi luôn. Ủa, nhưng mà anh Bảy ruột theo em làm gì? Thì anh sợ nhái. Anh sợ gì? Anh sợ tôi nghĩ quẩn đúng không? Nhưng mà giờ tôi còn có con tôi nữa, tôi không có làm ba cái chuyện dại dột đó đâu. Nhái nghĩ vậy được á? Trời, biết nghĩ vậy là tôi mừng cho nhái. Mà nhái đừng buồn, mấy người đó ăn nói bậy bạ quá. Buồn gì chứ, họ nói đúng mà. Nhái nè. Em nào? Bộ anh nhận giọng em ra hả? Nhái hả? À, tại số lạ nên quên. Mấy ngày nay anh có chuyện bận hả? Sao em gọi anh không có được vậy? Mấy ngày anh hơi bận. Ủa, mà em kiếm anh có chuyện gì vậy? Có chuyện mới kiếm chứ. Em có này muốn báo cho anh biết nè. Tin vui. Em có thai rồi. Cái gì? Thiệt không? Thiệt. Em mới đi khám về mà. Nhưng mà của ai? Ê, đừng giỡn mặt nha. Của anh chứ của ai mà còn hỏi. Chắc không á. Ê, hỏi vậy là muốn làm sao? Ý của anh á là muốn chối bỏ trách nhiệm đúng không? Đúng không? Từ lúc quen em, anh đã nói rồi, mình không nên để có con. Sao em không ngờ bây giờ đổ thừa tại anh? Anh không cần biết, em tự giải quyết đi. Đừng có tìm anh nữa. Cái gì vậy? Alo? Alo? Trời ơi, vững mặt hết trời. Thuê bao quý khách vừa gọi. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Nhi! Dạ? Mày biết tội của mày chưa nha? Hả? Dạ, đế. Dạ. Cái gì? Tao chưa đánh mày không có gì? Hả? Dạ, con khóc trước. Trời đất ơi, mày làm như vậy là mày làm xấu hổ mặt mày, tía mày, mày biết không? Hả? Cái gì? Hồng ơi, tía đánh con luôn đi tía, chứ tía đựng nhịp. Sao? Con nhột. Trời đất ơi, mày bỏ nó cho tía. Bây giờ mẹ là tía mày bỏ nó cho tía. Sao đi? Con bỏ đâu, nó cũng là con của con. Trời ơi, nhưng mà tía làm sao nhìn mặt bà con hàng xóm. Mày làm như vậy là mày bôi trâu trát đôi vào mặt tía mày, biết không? Tía. Cái gì? Bùi trò tét trấu tía. Mày cửa lên tao. Ông ơi, ông
ông cho tôi xin đi ông. Cái gì? Không lẽ ông muốn đánh chết con mình hả ông? Đó, đúng, ta nói đúng. Con hư tại mẹ, bà có tin được tôi đánh mày luôn không? Hả? Hả? Dạ. Bà làm gì vậy? Ông đánh luôn tôi đi. Trời ơi, chọc tức luôn ông ơi, trời ơi là trời. Má hỏi nè. Dạ. Thằng đó đó, nó có biết là con có thai không? Dạ biết. Rồi nó có tính gì không? Nó có chịu trách nhiệm không? Trời ơi, Nhái ơi là Nhái, tại sao mày ngu quá vậy Nhái? Mày không khôn như ếch vậy Nhái? Nếu đã vậy á thì nghe lời má, bỏ cái thai đi. Không, con không bỏ đâu. Bằng mọi giá con phải giữ nó lại. Con không bỏ đâu. Con còn trẻ, sau này kiếm được tấm chồng mặc sức mà sinh con. Nhưng bây giờ con phải lo tương lai của con trước đã. Má ơi, Tía ơi, nếu mà hai người thương con á, đừng bắt con bỏ đứa nhỏ. Dù gì nó cũng là con của con, là cháu ngoại của hai người mà. Nhưng mà nó có thương con đâu. Nếu nó thương con á thì nó đâu có bỏ rơi con như vậy. Nhưng mà con thương ảnh. Đây chính là kết quả của tình yêu mà con dành cho ảnh. Ảnh không thương con cũng được, con mặc kệ. Nhưng mà con nhất định sẽ giữ đứa bé lại, và con sẽ tự nuôi nó. Con không cần ai hết á. Chính vì vậy tía má đừng cãi nhau nữa. Trời, bỏ tay rồi. Anh nghĩ đi, cái thời điểm kinh khủng nhất của tôi còn trải qua được thì ba cái này thì có nghĩa lý gì đâu. Ờ ha, Nhái nghĩ vậy là được á. Mình phải vì con mà sống. Bây giờ đối với em, con là điểm tựa lớn nhất, nên không có cái gì dễ ngục ngã được em đâu. Hay. Ủa, mà anh Bảy tính đi đâu hả? Chết cha, tía anh kêu anh đi mua cà phê mà anh quên. Thôi để anh chạy lại vô quán cô Hồng anh mua. Em tự về mình nha. Dạ dạ. Chạy anh chết hết. Bán ly phê bà Hồng. Trời ơi, sáng sớm lại mày nữa hả? Lẹ đi. Uống trà đá đỡ đi. Mày thiếu tao ly thứ 8 rồi, đúng không? 10 ly trả luôn bà ơi. Mỗi một ngày tao có khách như mày, chắc tao cục vốn luôn quá. Trời, đại gia mà than hoài. Đại gia cái gì? Đại gia là đa dạng, có cái gì ngon đâu chứ. Thôi, nay bà đặt chơi chữ nữa ha. Mà tôi nói bà nghe nè, bà có thấy cuộc đời này nó bất công không? Đúng rồi, cuộc đời này bất công chứ. Mày nghĩ đúng không? Tao bán cà phê nè. Người á thì vô thì trả bằng tiền mặt. Còn có những thằng á đưa cái mặt vô hoài à, nhục. Không phải, ý tôi á là cuộc đời thật lắm bất công. Thằng thì nhiều vợ, thằng không em nào. Ý mày nói mày đó hả? Chứ ai nữa. Mà tôi nói bà nghe, một người thanh niên đàng hoàng, tử tế mà đẹp trai như tôi vậy nè, mà không có người yêu mới tức chứ. Mày biết sao không con? Sao? Tại vì mày á, mày tẩn quá. Mà tao thấy mày cũng đẹp trai á. Nghề nghiệp ổn định. Xe ôm chạy đều đều. Nhưng mà mày tẩn, con gái nó thấy mày á, nó chạy mất dép rồi. Mày thử á, mày đàng hoàng một chút, tử tế một chút thì đâu có ế. Hèn chi, mấy đứa trong xóm này nói tôi tẩn mà tôi không tin bà. Giờ mày mới biết hả? Ê, mà bà có em nào ngon ngon giới thiệu tôi đi. Tao lại mày nha, để tao buôn bán nha. Tao mà giới thiệu cho mày á, mỗi ngày nó vô bán vốn tao cho tao chết quá. Không dám đâu bà,
Nó quen tôi nó mê như điếu đổ chứ măng vốn. Vậy hả? Ừ. Đi tự kiếm đi ha. Không giới thiệu thôi bà ơi. Tôi tự kiếm, cái lúc đó tôi mời mày đi đám cưới ha. Vậy hả? Ừ. Được rồi, mày giỏi mày làm đám cưới đi. Mày mời tao đi. Tao mừng cho mày cái ba lì xì bự luôn. Rồi. Vậy nha. Tao đi lấy cà phê cho mày. Nha. Ừ. Lúc đó ha, cái tôi khuyến mãi cho bà một kèm một luôn, được không? Ừ. Ngon lạnh, lẹ đi. Ê kìa, mày mới nói gì hả mày? Mày mới nói gì? Mày mới nói gì? Buông ra. Mày ngon nói lại coi. Nói mày nói gì đâu? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Nha. Cái gì vậy? Quán của tao mà. Cô Hồng nghe có không? Không nói gì không? Tao đây nè. Ở dưới đây nè. Dạ. Mày ngó đâu vậy? Dạ cô Hồng. Cô Hồng nghe ổng nói gì không? Nói cái gì? Mày nói ông cái gì? Quá đáng lắm luôn á. Nói gì quá đáng mày? Tự nhiên tôi đang ngồi cái nó núm đầu tôi kìa. Tại sao? Ông nói cái gì khuyến mãi mua một tặng một là sao? Hả? Là sao? Thì tôi nói đám cưới tôi khuyến mãi cho cô Hồng dắt thêm một người nữa, không được hả? Trời ơi, đám cưới mà khuyến mãi. Đúng rồi mày. Đám cưới nó khuyến mãi cho tao. Dắt thêm một người là thằng bồ của tao đó. Mà chưa dắt gì bà có bồ nữa. Sao mày nói vậy con? Ủa, vậy là nãy giờ mình nói vụ đám cưới chứ không phải vụ kia. Vụ gì vậy? Đám cưới nó đang mơ. Mơ gì? Thì cũng tính vậy thôi. Dạ, em xin lỗi anh Tèo. Xin lỗi cù lôi á. Thôi mày, xung quá, nó đã xin lỗi rồi, uống cà phê đi. Thì thôi. Còn mày nữa. Dạ. Hồi nãy á, mày chạy theo con Hai Nhá đúng không? Dạ đúng rồi. Bây giờ quay lại đây chi vậy? Thì quay lại. Trời ơi. Cô Hồng nhắc con cũng quên luôn. Tiếng dặn đi mua cà phê mà nãy giờ con xào quần quên luôn. Mua cà phê? Dạ. Có đây tiền không? Dạ không. Hả? Sao vậy? Phải trả tiền chứ. Đúng rồi, mua phải trả chứ. Ừ. Mà tại sao? Trời đất ơi, sao mày giống thằng này quá vậy? Nó đưa cái mặt ra không à. Sáng giờ tao mệt rồi đó nha. Tao phải đi đốt phong long á, tao mới lấy cà phê cho mày. Thôi tao vô lấy cà phê nè, nhớ nha, ghi sổ á. Cô gì vậy? Đám cưới. Nhưng mà em nha. Không mày. Trời ơi, nhưng mà tí làm sao hình nhìn mặt bà con hàng xóm. Mày làm như vậy là mày bôi trâu trát đôi vào mặt tía mày rồi biết không? Tía. Cái gì? Bôi trò trát trấu tía. Trời ơi, trời lên tao, trời lên mà, trời lên. Đâu rồi tía ơi, đâu rồi tía ơi. Trời đất, cái con bà nữa, tao nói đúng rồi mà. Con hư tại mẹ mà, bà có tin là tôi đánh bà luôn không? Hả? Hả? Hồi lúc trước mình dở thiệt ta. Phải chi mình bàn với nhái, mình lãnh cái hậu quả đó đi. Thì bây giờ nhái đâu bị người ta cười đâu. Ủa, nghe ai ngốc bắt mình đổ vỏ là sao? Mình muốn đổ vỏ chưa chắc gì nhái chịu nữa. Bước qua dòng sông, hỏi từng con sông, đời người con gái không muốn yêu ai được không? Cô Hồng. Ủa Lan, con mới về hả? Con vừa về là qua thăm cô. Trời liền ơi, đó. Trời ơi, sao đẹp quá vậy? Ủa cùng cân á, chồng cân á. Con của con gửi nhà nhỏ bạn con trên thành phố rồi. Trời ơi, sao không dắt nó về? Con nựng nó một cái coi. Con về rồi mai con đi sớm nữa, dẫn nó theo đường xá xa xôi tội nghiệp nó cô. Sao gấp dữ vậy? Rồi cần chồng đâu? Rồi chồng có về với con không? Chồng có về với con không? Dạ, con ly dị chồng rồi cô. Cái gì vậy? Con còn nhỏ xíu ly dị gì? Cô coi nè. Sao vậy con? Té hả? Chồng con nó đánh con đó. Trời đất ơi! Sao mà? Sao cô thấy cái thằng đó nó cũng hiền lành chất phác lắm mà? Sao nó quánh vợ con dữ vậy? Vũ phu quá à.
vậy mới nói nên con mới quyết định ly dị đó. Con chịu hết nổi rồi. Suy nghĩ kỹ chưa? Con đã tha thứ cho nó rất nhiều lần rồi, nhưng mà chứng nào tật đó à. Nên thôi, con quyết định ly dị luôn. Con hỏi nè, vậy nuôi con mình có cực lắm không con? Dạ, lúc đầu cũng có hơi cực một chút, nhưng mà giờ con quen rồi. Cô hỏi nè, có tin kiếm chồng nữa không? Vui lắm á, có chồng vui lắm. Thôi, con nghe cô nhắc đến chồng con ngán muốn chết luôn à. Làm gì ngán, có chồng làm gì ngán, chỉ có tình heo mới ngán chứ chồng làm gì ngán. Cô thấy là cô ngán đâu. Lấy nó về chỉ tổ hầu hạ nó thôi, ở một mình vậy sướng hơn không? Nghĩ sao kỳ quá vậy, hả? Sướng thiệt không? Hả? Cô coi nè, bây giờ con mới sướng, tự do, thích làm gì thì làm, thích đi đâu thì đi, lấy chồng dễ gì được như vậy cô. Cô thấy thời buổi giờ con gái suy nghĩ kỳ quá, đứa nào cũng nghĩ kiếm một đứa con là đủ rồi, khỏi cần chồng. Trời ơi, suy nghĩ bậy bạ, không có được đâu, không có được chút xíu nào hết trơn á. Phụ nữ bây giờ chỉ sợ không có tiền thôi, còn chồng á không có sợ. Cô nói thiệt với con nha, cái kiểu suy nghĩ này á, ngày xưa cỡ cô á, hay là thời trước á, là sẽ bị chửi, bị mắng, thậm chí bị cạo đầu luôn á, nói thiệt luôn á. Ai lại suy nghĩ kỳ vậy không biết nữa. Cô ơi, thời bây giờ phụ nữ làm mẹ đơn thân rất là nhiều, miễn mình sống sao mình cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc, nữa thì mình cứ sống. Chứ mà mang tiếng lấy chồng mà về nó đánh lên bờ xuống ruộng, thì thôi ở mình vậy cho khỏe. Nghĩ cũng đúng ha. Gặp thằng chồng mà nó thương mình đó, nó lo lắng chu đáo cho mình đó thì được. Còn thôi nó say xỉn về, nó đòi tiền, nó nhậu nhẹt rồi nó quýnh mình. Ôi thôi, sợ thiệt. Đó, nhỏ bạn con đó đang trong tình huống bây giờ rất là khổ. Ở gì mà cô thấy cũng không đúng nữa. Cũng có người này người kia thôi chứ đâu phải ai cũng vậy. Cứ cô qua đường á nắm à, hên xui thôi. Ý con ở đây không phải vừa đủ cả nắm, nhưng mà theo con thấy như cô nói mà hên xui á, khi nào hên hẳn hay ha. Cái con này suy nghĩ kỳ cục quá. Ê bà Hồng. Không, không mang theo. Ra thôi đây. Ra đây đi, nhanh lên. Sao hả? Cái vụ gì, vụ gì? Mà tao nói trước là tao mang thiếu đâu nha. Tao nói trước rằng tao có khách đó nha. Cái gì vậy? Trời đất ơi, bậy bạ, làm tôi quê bà. Alo, Tía hả? Dạ, con biết rồi. Con đang đi kiếm anh Tèo này Tía. Dạ, dạ. Ai à? Cháu tao á, mày thấy giống tao, đẹp giống tao không? Cái thằng này thiệt á, thấy gái tùm tớp à. Có chồng chưa? Không có chồng. Làm ai tôi đi? Vô mất rồi. Nhưng mà là single mum. Quên là sao? Mum á, mum là mẹ đó, mẹ đó. Là sao, mẹ là sao? Mẹ đơn thân, không có chồng mà có đứa con thôi. Có con rồi hả? Có nữa à. Trời ơi, sao vậy? Sao tôi trễ hơn người ta một bước hoài vậy trời? Đời tôi cô đơn nết. Thôi đi, tôi quê sĩ còn hát nữa. Dạ, con chào cô. Anh Tèo, anh có rảnh đó không? Ờ, rảnh, đâu làm gì đâu. Vậy anh chở em lên trạm xá giùm với. Ôi trời, con có bầu nữa hả? Dạ không, con của con bị sốt hôm qua tới giờ. Ôi trời chết rồi, cho lẹ lên con nít đó mà nó sốt mà nó hay giật kinh phong lắm á. Trời đất ơi, bà mắm ăn muối. Tao nói thiệt, tao chưa có con mà tao biết. Lẹ lên đi anh Tèo. Ờ, giờ tôi chở cô về, ẵm đứa nhỏ lên trạm xá liền, đi đi. Thấy chưa, lúc này người đàn ông mới là quan trọng nè, mới cần thiết nè. Bước qua dòng sông, hồi từng con sống, đời người con gái không muốn yêu ai được.